Hả? Thu nhập từ 20 triệu tăng lên 60 triệu. Trời, làm cách nào hay vậy? Chỉ tôi với. Xem hết video này hả? Chuyện nhỏ. Doanh nhân kiến quốc trước, tận tâm tạo nên đẳng cấp. Nghe hấp dẫn, thú vị đúng không? Ok, mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Mi biết chứ, Mi biết là bạn đang loay hoay trong cái cuộc sống của bạn. Bạn không biết là mình cần phải làm gì, rồi là bạn không biết là mình nên tập trung vào điều gì, và bạn cũng không biết là mình nên tập trung vào cái trọng tâm nào để giúp cho bạn phát triển về tài chính. Có phải như vậy không? Mặc dù là từ trước đến giờ á, bạn cũng rất là nỗ lực trong cái công việc của chính mình, nhưng mà cái kết quả của bạn á thì chưa được như cái ý bạn mong muốn. Yên tâm đi, hôm nay Mi sẽ hướng dẫn cho bạn nhé. Nhưng mà bạn nè, phải thực sự ứng dụng nhé. Bốn bước này bạn cần phải làm đều đặn mỗi ngày. Làm bằng cả trái tim của mình, làm bằng cả cái sự tập trung của mình nhé, bằng cả cái niềm tin của mình và cái khao khát bên trong của mình. Bạn phải làm sao mà bạn phải tạo ra được cái kết quả cho chính bản thân của mình. Bởi vì là bốn bước này á, nó tác động đến tài chính của bạn. Và bạn biết rồi, cuộc sống của chúng ta, tài chính nó ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của chúng ta. Và bạn hãy hành động ngay bây giờ, ngay hôm nay để mà có kết quả nhé. Bước số 1, trước khi đi ngủ và sau khi bạn thức dậy, hãy tập trung tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Mỗi ngày bạn hãy viết ra ít nhất cho mình là 10 điều biết ơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Và bạn hãy làm sao? Nuôi dưỡng cái ý niệm về sự hài hòa, về sự cân bằng. Và bạn cần phải mở rộng cái khả năng đón nhận của bạn ra nhé. Và bước số 2 là mỗi ngày bạn phải tìm kiếm thành công của bạn. Hãy ăn mừng với chính bản thân của mình nè. Bạn phải có cho mình một cái cuốn sổ nhật ký ha, ghi chép lại thành công của mình. Có nghĩa rằng là mỗi một ngày á, bạn làm được điều gì, bạn hãy ghi nhận nó, ăn mừng nó. Kết quả trong một ngày, bạn viết nó ra và bạn công nhận nó, ăn mừng nó. Thêm một cái nữa, cái này rất là quan trọng. Đó là bạn phải làm sao nhé? Thành tâm chúc phúc cho người khác, chúc phúc cho cái sự thành công của người khác á. Và bước thứ 3 là bạn hãy nhìn vào cái danh sách mà mục tiêu của mình á, mình viết ra, bạn hình dung tưởng tượng nè, hình dung tưởng tượng đến cái kết quả của bạn là đã đạt được nó rồi, bạn đã có nó trong cuộc sống của bạn rồi. Và bước số 4 đó là bạn hãy phát triển bản thân của bạn, có nghĩa là bạn nâng cao cái giá trị bản thân của mình mỗi ngày thông qua việc nè, bạn đọc sách nè, bạn học những bài học trong cuộc sống nè, rồi bạn ứng dụng vào trong cuộc sống của chính bạn nè, để giúp cho bạn có những cái kết quả tuyệt vời nhất. Bốn bước này bạn thấy không, Mi chia sẻ ra bạn thấy dễ không? Nhưng mà có rất là nhiều người ở ngoài kia họ đâu có đạt được đâu, bởi vì là họ không biết được rằng cái điều họ muốn là gì. Họ không có mục tiêu, họ không có ước mơ, họ không có hoài bão, họ cũng chẳng có khát khao gì hết. Chứ không phải là họ không có tài đâu các bạn, và cũng chẳng phải là họ không giỏi đâu, mà bởi vì là họ không có rõ ràng và không có chắc chắn cho cái mục tiêu của họ, cho những cái điều mà họ mong muốn trong cuộc sống. Và trong cuộc sống này nó có một quy luật, đó là luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn thì không quan tâm bạn làm nghề gì, cũng không quan tâm bạn là ai, và cũng chẳng quan tâm bạn là người như thế nào. Nhưng mà luật hấp dẫn chỉ có thể biến mọi điều bên trong tâm trí của bạn ra bên ngoài cuộc sống thực tại của bạn á. Nhưng mà bây giờ nè, bên trong tâm trí của bạn trống rỗng, không mục tiêu, không ước mơ, chẳng hoài bão, mà tâm trí của bạn là đang chứa những cái điều tiêu cực, lo lắng, ganh ghét, sân si, rồi toàn là rác à, thì luật hấp dẫn sẽ biến cuộc đời của bạn toàn là những điều thiếu thốn, rác rưởi trong cuộc sống của bạn mà thôi. Nếu như mà để mà ứng dụng thành công luật hấp dẫn á, cho bạn lại gia tăng cái gấp đôi hoặc là gia tăng cái gấp 3 thu nhập của mình, thì đầu tiên nè, bên trong tâm trí của bạn nè, phải có một con số rõ ràng cụ thể là bao nhiêu tiền. Ví dụ như là trong cái tháng 11 á, tháng 11 năm 2024, bạn phải có được là bao nhiêu lợi nhuận, phải có một con số rõ ràng cụ thể. Rồi bạn phải biết cái cách làm như thế nào để mà bạn hoàn thành cho mình cái mục tiêu đó. Vậy thì cho Mi hỏi bạn, bây giờ bạn đã biết cách để thiết lập cho mình một mục tiêu rõ ràng cụ thể hay chưa? Kiếm được tiền nhưng mà lại không giữ được tiền, lý do vì sao? Doanh nhân kiến quốc trước, tận tâm tạo nên đẳng cấp. Bạn có biết lý do tại sao bạn kiếm được tiền nhưng mà bạn không giữ được tiền bạc của mình không? Thậm chí là bạn đã từng có nhiều tiền trong tay, nhưng mà khi bạn đem đi đầu tư, đi kinh doanh là bây giờ bạn không còn đồng nào hết. Hoặc là bạn có thể âm một số tiền khá là lớn, thì video này Mi sẽ nói cho bạn biết nguyên nhân ở đây là gì nha. Vậy thì cho Mi hỏi là từ tuổi thơ của bạn cho đến ngày hôm nay, bạn đã có những tư duy như thế nào về tiền bạc, thì nó sẽ định hình nên cái đời sống tài chính của bạn như thế đó. Bạn hãy thử xem lại quan điểm sau đây Mi nói có đúng hay không nha. Mi ví dụ, bạn đã từng có suy nghĩ là tiền bạc là xấu xa, phải làm việc rất là cực khổ thì mới có được tiền, làm chuyện xấu thì mới có nhiều tiền, rồi là người giàu là những kẻ xấu xa, phải là sống đời nghèo khổ thì mới có đức hạnh, mới có phẩm giá tốt, rồi nghèo cho sạch, rách cho thơm, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước,
cha làm chuyện xấu thì đời con cũng mãi xấu, cha mẹ nghèo thì đời con mãi nghèo, hoặc là tôi không thích sở hữu nhiều tiền, nhiều tiền là không tốt đối với cuộc sống của tôi. Nếu như mà hiện tại bạn đang có những cái suy nghĩ đó, những cái tư duy đó, những cái niềm tin đó thì cuộc sống của bạn sẽ mãi khốn khó đấy, mãi túng thiếu đấy. Bây giờ bạn muốn xóa bỏ những tư duy này, những niềm tin không phù hợp đối với tiền bạc, thì bây giờ bạn hãy làm cái bài tập sau đây giúp cho mình nha. Bạn hãy dành thời gian ra, bạn lục lại bên trong tâm trí của mình á, những cái tư duy, những cái niềm tin mà nó không phù hợp, những cái niềm tin nó không tích cực về tiền bạc mà được lập trình ngay bên trong quá khứ của bạn. Và lúc mà bạn còn nhỏ cho đến ngày hôm nay, bạn hãy liệt kê ra càng nhiều càng tốt, càng chi tiết, càng rõ ràng thì càng có lợi cho bạn. Thì bạn sẽ thay đổi nó một cách triệt để hơn. Và sau đó bạn viết lại những cái ý nghĩa nó mang cái trái ngược lại. Ví dụ như là bạn nói rằng là tiền bạc là xấu xa, là tội lỗi, thì bạn hãy viết lại là tiền bạc là tốt đẹp, tiền giúp cho tôi có một cuộc sống chất lượng, hay là nghèo cho sạch rách cho thơm, thì bạn hãy đổi lại là vừa giàu vừa thơm, vân vân. Và bạn cứ lặp đi lặp lại, hãy tuyên bố những câu nói đó, những cái niềm tin đó giúp cho My là mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối trước khi bạn đi ngủ và sau khi bạn thức dậy nha. Nếu như bạn từng bước thay đổi được những niềm tin không tốt đẹp về tiền bạc của bạn á, thì cuộc đời của bạn sẽ cũng từng bước thay đổi một cách diện mạo. Bạn sẽ thấy là tiền bạc của bạn nó về với bạn dễ dàng hơn, nó sẽ ở bên cạnh của bạn lâu hơn. Bởi vì là theo quy luật hấp dẫn, theo quy luật của vũ trụ á, bạn có niềm tin gì thì cuộc sống của bạn sẽ diễn ra đúng như vậy. Thực ra thì bạn giữ nguyên cái nếp sống cũ hay là thay đổi theo cái hướng mới thì cuộc sống của bạn vẫn phải tiếp tục sống, đúng không nào? Nhưng mà bây giờ có một cái hướng để giúp cho bạn có một cuộc sống giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Còn cái hướng kia khiến cho bạn có một cuộc sống mệt mỏi và áp lực, thậm chí là có thể khánh kiệt về tài chính nữa. Vậy thì ngay lúc này, ngay bây giờ, bạn chọn cách sống nào cho mình đây? Để mà thay đổi được cuộc đời của bạn một cách đột phá, bền vững, thành công, thì bạn cần phải có một môi trường để giúp cho bạn rèn luyện, có những cái người hướng dẫn cho bạn, những người đồng hành cùng với bạn. Và môi trường Doanh Nhân Kiến Quốc Group là một nơi bạn nên lựa chọn. Và nơi đây có những con người giúp cho bạn có thể là thay đổi, lập trình lại niềm tin của mình, giúp cho bạn là nâng cao được cái tần số của mình, từ đó là giúp cho bạn thu hút được những điều may mắn, giúp cho bạn hiểu về quy luật của đồng tiền và giúp cho bạn có thể là vận hành những cái đồng tiền của bạn, tiền bạc của bạn ngày càng gia tăng hơn và từ đó giúp cho bạn thay đổi cuộc sống của bạn luôn. Vậy thì cho mình hỏi bạn, bạn có sẵn sàng để mà đón nhận cái bộ công thức này hay không? Nếu như muốn, hãy liên hệ ngay với My sẽ hỗ trợ cho bạn nhé. Lâm vào tình trạng nợ nần, ai rồi là làm có tiền mà cũng không có giữ được tiền, mà chị không có biết là lý do tại vì sao hết. Chán quá My ơi, giải thích giùm cho chị cái nguyên nhân cái, rồi có cái cách nào khắc phục không? Chỉ giùm cho chị cái. Doanh Nhân Kiến Quốc Trước, tận tâm tạo nên đẳng cấp. Ok, bạn không biết lý do vì sao bạn tắc nghẽn dòng tiền của mình đúng không? Vậy thì cho My hỏi bạn nè, không biết là bạn và bao nhiêu anh chị em ở đây chúng ta bị tắc nghẽn về dòng tiền của mình, có nghĩa là mình không có khai thông được cái dòng tiền của mình á. Có những cái khoản tiền nó sắp về với mình rồi nha, rồi cũng có những cái hợp đồng á là mình sắp ký được luôn, nhưng mà tự nhiên cái đến ngày cái trời, người ta hủy đơn, người ta hủy kèo, người ta hủy hợp đồng. Nó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy bạn đang bị tắc nghẽn dòng tiền của mình. Và những phương pháp sau đây sẽ giúp cho bạn cải thiện cái tình trạng này. Thứ nhất là bạn phải yêu cầu số tiền mà bạn mong muốn thông qua một cái mục tiêu. Mục tiêu đó là mục tiêu tài chính tháng của bạn. Ví dụ như là vũ trụ gửi tiền tới cho bạn, không phải là quăng thẳng một cục tiền vào cuộc đời bạn đâu, mà vũ trụ gửi qua từng những cái khoản tiền nhỏ trước nè, thông qua những đối tác nè, những cơ hội nè, hay là những cái đơn hàng, hay là những cái hợp đồng, rồi là xem cái thái độ của bạn như thế nào nữa. Cho nên á, chúng ta cần phải tinh tế chỗ này để mà nhận ra được nhé. Và sức mạnh của lòng biết ơn nó đang hấp dẫn tiền bạc dồi dào đến cuộc đời của bạn. Nếu như mà bây giờ bạn không thể hiện lòng biết ơn mỗi khi mà bạn nhận được tiền từ một cái khoản tiền nhỏ đó, thì bạn đang tự ngăn chặn những cái dòng tiền lớn đến với cuộc sống của bạn. Tiền bạc nó đến thông qua rất là nhiều tình huống nha, chứ không phải là quăng thẳng một cục tiền vào cuộc sống của bạn đâu. Mình ví dụ nè, tiền bạc nó thông qua những cái việc là, ví dụ bạn tăng lương nè, ví dụ như là một người nào đó mời bạn uống cà phê nè, hay là mua cho bạn một cái món hàng nào đó, hay là bạn được giảm giá bất ngờ, hoặc là bạn đang cần một cái món quà nào đó, xong cái tự nhiên có một người cho bạn luôn. Ơi hay nha, hôm trước là My đang cần một cái bộ đồ rất là đẹp nha, và My đang tìm kiếm trên mạng mà My kiếm không ra, tự nhiên có một người tặng cho My luôn à, mà My cũng không cần phải mất tiền mua cái món đồ đó luôn. Cho nên á, tất cả những cái tình huống nó xảy ra, một cái khoản tiền bất ngờ nào đó đến với cuộc sống của bạn, thì bạn hãy ngay lập tức thể hiện lòng biết ơn với nó. Cho nên những cái cảm xúc bạn biết ơn đó, nó sẽ giúp cho bạn gia tăng cái sự kiện nè, kế tiếp nữa, rồi nó sẽ mang đến cho bạn nhiều tiền hơn trong cuộc sống của bạn. Và nếu như bây giờ bản thân bạn không vui, không tích cực với những điều đó, thì nó cũng sẽ tạo ra một cái sự kiện kế tiếp khiến cho bạn phải tiêu tiền nhiều hơn. Vậy thì bây giờ cho My hỏi bạn nè,
bạn muốn thu hút cho mình những cái sự kiện để giúp cho bạn có thêm tiền hay là khiến cho bạn phải tiêu nhiều tiền hơn thì nó tùy thuộc vào cái thái độ của bạn khi mà nhận được món tiền đó. Cho nên là trong cái quá trình mà Bi đào tạo cái hỗ trợ á, thì có một số anh chị em đến học tập cùng với Bi á, học tập cùng với Doanh Nhân Kiến Quốc Group á, để mà gia tăng tiền bạc cùng với Bi á, thì Bi thấy là có một số anh chị á, họ có cái thái độ, họ nói như vậy nè: trời ơi, chị cũng thực hành lòng biết ơn nha, gia đình chị thì hạnh phúc hơn đó, con cái chị thì cũng ngoan ngoãn hơn đó, nhưng mà tiền bạc thì nó không có tiến triển gì hết á. Nhưng mà cũng có một số anh chị em họ nói vậy nè: trời ơi, My ơi, dạo này nha, chị thực hành lòng biết ơn nha, trời, công việc của chị cực kỳ thuận lợi luôn, gia đình của chị là cực kỳ hạnh phúc luôn, trời ơi, ngày nào chị cũng được tặng quà hết, xuống ghê luôn My ơi, trời ơi, ngày nào chị cũng bán được hàng hết, hạnh phúc quá My ơi, bán được hàng nhanh luôn, gia tăng tiền bạc hơn lúc trước gấp là từ 3 đến 5 lần luôn. Và cứ như vậy là chị càng ngày chị càng cảm ơn thì tự nhiên là tiền bạc của chị nó càng lại gia tăng, thu hút may mắn liên tục đến. Vậy thì nè, bây giờ cho My hỏi bạn nè, với hai cái thái độ này, thái độ của người nào giúp cho bạn gia tăng tiền bạc của mình nhiều hơn? Rồi thái độ nào giúp cho bạn mất tiền bạc? Cho nên á, chúng ta cần phải rèn luyện lòng biết ơn để mà thu hút tiền bạc đến với mình nhiều hơn. Và cho My hỏi nè, bây giờ nè, bạn có chịu rèn luyện những cái thói quen đó để mà bạn thu hút được số tiền nhỏ đến với mình, rồi bạn sẽ thu hút được tất cả những cái số tiền mà bạn mong muốn đến cuộc sống của mình hay không? Nếu như muốn thì bạn có thể là nhấn vào phần giỏ hàng. Và nếu như chưa biết cách làm như thế nào nữa thì yên tâm đi, follow me, người thay đổi cuộc đời của bạn.